إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم ما بعد Khi Nabi Ibrahim alaihissalam trông chờ con cái của mình, bởi thời điểm đó Nabi Ibrahim alaihissalam đã hơn 120 tuổi. Từ khi có vợ và chờ đợi mỏi mòn đến độ tuổi già như vậy, Allah subhanahu wa ta'ala vẫn chưa cho người một đứa con nào cả. Và rồi Allah subhanahu wa ta'ala phái thiên thần của Ngài đến báo tin mừng rằng người sẽ có con. Đứa con đó sẽ được gọi là Ismail. Người ngạc nhiên, còn vợ của người thì cười, mới nói: sao các người bảo rằng tôi sẽ có con ạ? Một bà lão già như tôi gì sẽ có con sao? Và chồng tôi là một ông lão già như thế sẽ có con như thế nào? Thiên thần mới nói: đây là lệnh của Allah. Allah ban barakat cho các người đừng có đem ra và đừng xem thường cái điều đó. Và rồi các người sẽ có con tên là Ismail, và sau đó sẽ là Ishaq. Và như lời Allah subhanahu wa ta'ala đã bảo, như là Stala đã muốn, được đứa con sanh đầu tiên là Ismail alayhi salam ở độ tuổi hơn 120 tuổi. Thì chúng ta hãy cảm nhận người một người ở độ tuổi đó có con thì họ tình thương dành thế nào. Rất lớn, không thể nào mà lớn hơn cái tình thương độ tuổi như thế. Ibrahim được ban cho đứa con Ismail thì người rất là thương, thương không thể nào thương hơn cái tình cảm bộc lộ hết cho đứa con đó. Và càng thương hơn nữa và lớn hơn nữa khi đứa con nó lớn lên độ tuổi biết đi, biết chạy và biết nói, 2 hay 3 tuổi gì đó. Thì subhanallah, thử thách dành cho những Nabi hơn thử thách dành cho tất cả những người ngoài họ. Allah thử thách họ để xem họ có thật sự là người một vị Nabi đáng được Allah ta'ala thương hay không. Và thử thách bắt đầu. Allah subhanahu wa ta'ala cho Nabi Ibrahim alayhi salam nằm mơ, và trong giấc mơ đó là mệnh lệnh của Allah rằng người thấy mình cắt cổ đứa con trai Ismail của mình. Subhanallah. Nếu như Allah subhanahu wa ta'ala bảo Ibrahim này, Ibrahim ngươi hãy giết chết con của ngươi Ismail, cái lệnh đó nó sẽ dễ hơn so với việc cắt cổ con trai của nhà ngươi. Tại chúng ta sẽ có thể giết một cách nào đó, bỏ độc hoặc là tìm một người nào đó giết hoặc là xô nó một nơi cao. Nhưng Allah không bảo như thế, mà Allah bảo rằng ngươi hãy cắt cổ con của ngươi Ismail. Và mà lệnh của Allah subhanahu wa ta'ala phải thi hành. Đó là thử thách. Ai vượt qua thử thách đó, người đó là người thành công. Và ai không vượt qua được cái thử thách đó, đó là người đáng trách, đó là người sẽ bị thất bại. Nhưng Allah Ta'ala đã ban lệnh. Một đứa trẻ 2-3 tuổi mới biết nói, thì Ibrahim alayhi salam mới nói với con trai của mình: này con trai, cha nằm mơ thấy rằng cha cắt cổ con vậy, chứ con suy nghĩ như thế nào? Một người con ngoan, một người con có cái niềm tin vững chắc nơi Allah Subhanahu wa ta'ala, ngay từ em ta là một đứa trẻ rất nhỏ mới nói với cha mình: cha hãy thực hiện theo mệnh lệnh của Allah đi. Cha sẽ thấy được con là người con kiên nhẫn. Thì subhanallah, cha con bắt đầu bàn nhau cái kế hoạch để mà làm theo mệnh lệnh của Allah subhanahu wa ta'ala. Tất nhiên giấu vợ, giấu không cho mẹ của Ismail biết. Ismail mới nói với cha: cha hãy dùng con dao bén để mà cắt con. Và khi cha cắt cổ con á, cha đừng có nhìn vào mặt của con, mà cha hãy để con nằm sấp xuống, để cha không nhìn thấy mặt con lúc đau đớn, sợ cha không thực hiện được mà lệnh của đó. Và khi cắt cổ con, cha hãy dùng cái áo của con nè che lại, đừng cho máu nó văng trúng người của cha, sợ trở về nhà mẹ thấy mẹ buồn. Và một buổi sáng đó là ngày Raya Eid, ngày Eid al-Adha, vào buổi hừng đông, Ibrahim cùng với con trai của mình Ismail đi lên Mina. Tại dùng Mina đó, tại cái vị trí mà ngày hôm nay đó là vị trí Aqaba. Ibrahim alayhi salam đã bắt đầu đưa con mình nằm xuống và bắt đầu kê dao vào cổ để mà kẹo. Thì người dự định thực hiện cái trách nhiệm và cái nhiệm vụ mà lệnh Allah bảo, thì Iblis nó xuất hiện ngay cái thời điểm đó và nó quấy rối người.
và người đã cầm đá ném đó, 7 viên đá, sau đó người bỏ cái vị trí đó, người đi xa hơn một chút xíu. Và cái vị trí thứ hai đó là vị trí được gọi là cái trụ đá Woodstock, ngày hôm nay đó là trụ đá dựa. Thì ngay vị trí đó cũng dự định thực hiện cái nhiệm vụ của mình, thì Iblis xuất hiện lần thứ hai, nó lại quấy nhiễu tương tự. Và Nabi Ibrahim alayhis salam cũng cầm đá mà ném đó, và người ném như thế 7 lần, và người bỏ vị trí đó đi đến vị trí thứ 3. Đó là vị trí cái đá nhỏ ngày hôm nay, và người cũng thực hiện, thì nó cũng xuất hiện lần thứ 3, và nó cũng quấy gầy tương tự, và người cũng đã ném đá đó tương tự. Nhưng sau khi ném đá xong, người quyết không rời đi bất cứ nơi nào nữa, mà người thực hiện liền cái nhiệm vụ của mình, là người kéo con dao vào cổ con mình. Nhưng Allah subhanahu wa ta'ala, ý muốn của Ngài là mọi thứ đã thành. Người đã kéo và cố thực hiện nó, người thực hiện thật cái nhiệm vụ của mình, nhưng Allah ta'ala làm cho có ri qua giá kể rằng cái con dao nó lại lật ngược lại bề sấm, kéo không được. Thì Ismail nó hỏi, chuyện gì vậy thưa cha? Thì Ibrahim mới nói, cây dao nó bị trở lại bề sấm. Thì Ismail nó nói, cha hãy kéo lại và kéo cho mạnh đi. Và người đã cố kéo được nhiều lần, nhưng Allah ta'ala không cho nó đứt, trong khi con dao nó đập bề. Allah subhanahu wa ta'ala từ trên trời phán xuống, này Ibrahim, ngươi đã tin và giấc mộng đó là thật, và ngươi đã thành công trong cái thử thách đó. Đó là thử thách của Allah subhanahu wa ta'ala. Allah thử thách mình không do Allah muốn hại mình. Mặc dù cái bệnh lệnh đó chúng ta thấy rằng nó có hại, nhưng cái kết quả cuối cùng nó lại có lợi, rằng Ibrahim alayhis salam đã thành công trong thử thách của mình. Một câu hỏi ngay chỗ này, Allah muốn Ibrahim giết chết con trai của mình thật hay là sao mà Allah bảo rằng hãy cắt cổ? Ulama họ giải thích, họ nói không, Allah không muốn Ibrahim giết con của mình, mà Allah subhanahu wa ta'ala muốn Ibrahim cắt bỏ cái tình yêu trong tim dành cho Ismail. Nó phải được nhỏ hơn cái tình yêu dành cho Allah. Tại nếu như cái tình yêu mà dành cho đứa con mà nó lớn hơn tình yêu dành cho Allah, sẽ không bao giờ thực hiện được cái mà lệnh đó. Chúng ta thương con mình nhiều hơn, chúng ta sẽ tránh những cái điều đó, chúng ta sẽ bảo vệ nó. Bởi Allah muốn rằng cái tình yêu dành cho Allah trong con tim của các ngươi, hỡi con người, lớn hết, và mới đến là tình yêu dành cho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, và mới đến những cái tình yêu phía sau đó. Cũng giống như Nabi sallallahu alaihi wasallam nói, cái đức tin của các ngươi sẽ không bao giờ lên đến đỉnh điểm cao nhất của đức tin cho đến khi nào tình yêu dành cho ta được đặt lên trên hết tất cả tình yêu, hơn cả cha mẹ các ngươi, hơn cả con cái các ngươi, hơn cả tất cả thiên hạ. Umar radhiyallahu anhu đã nói với Nabi trong một lần gặp gỡ, thưa Nabi của Allah, tôi thương Nabi hơn cả mọi thứ trên đời này ngoại trừ bản thân tôi. Nabi sallam nói chưa đâu Umar, nghĩa là như thế chưa có đủ Umar, đức tin vẫn chưa đủ hết Umar, chưa đầy hết Umar. Umar radhiyallahu anhu mới nói lại, thưa Nabi, tôi xin thề với Allah, giờ đây tôi thương người hơn cả bản thân của tôi. Thì Nabi nói al-an, ngay bây giờ đó hết Umar. Nếu như chúng ta được một cái lệnh của Allah subhanahu wa ta'ala, cho dù đó là lời khuyến khích động viên, chúng ta có nên thực hiện. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, ông ta ghi lại 1 triệu hadith từ Nabi sallallahu alaihi wasallam. Và ông ta nói, ông không bao giờ ghi vào quyển sách của mình, cái bộ sách của ông ta là bộ sách Musnad. Ông ta thuộc cái hadith đó, và ông ta không bao giờ ghi cái hadith đó vô trong cái quyển sách Musnad của mình, cho đến khi ông ta thực hiện được cái lời giống như hadith đó bảo. Những cái điều khó thực hiện nhất mà hadith ông ta ghi lại, đó là ông ta biết được rằng Nabi trước khi Nabi nhận sức mạnh là Nabi, tất nhiên điều này nó không có phải là khuyến khích hay động viên gì nói gì cả, nhưng mà ông ta muốn thực hiện đó, tại vì Nabi đã từng làm. Đó là Nabi ngồi ở trên núi Hira, Nabi đã ẩn mình trong núi Hira, và ông ta đã cố đi lên trên đó và ở được đó một khoảng thời gian, để rằng ông ta đã làm được sunnah của Nabi sallallahu alaihi wasallam, và ông ta đi ra trong quyển musnad của mình. Cho nên những ai mà đọc về quyển cái musnad của Imam Ahmad bin Hanbal thì hãy biết rằng Imam đó đã làm hết tất cả những gì ông ta đi trong cái quyển musnad đó. Đó mới gọi là làm theo sunnah của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Còn khi chúng ta biết được sunnah, chúng ta là hững hờ với nó. Đến đây chúng ta đang trong những ngày 10 ngày đầu của tháng Dhu-l-Hijjah, và ngày tới sắp tới là chúng ta sẽ là những ngày tháng vĩ đại nhất trong năm của chúng ta. Đó là ngày Arafah. Ngày đó là ngày mà không ngày nào tốt hơn ngày hôm đó trong năm, và có đường truyền cho rằng ngày Eid ngày hôm sau tốt hơn. Ngày đó là ngày mà Allah ta'ala xuống tầng trời hay giới, cái tầng gần nhất của chúng ta đây. Allah mới gọi malaika của Ngài, tất cả malaika của Ngài tập trung lại. Allah mới gọi nói, các ngươi hãy nhìn xem đám người dân, đám nô lệ của ta đang ở đứng trên núi Arafah. Bọn chúng đến đây để làm gì đó? Allah muốn hỏi làm gì thì những người ở đó muốn gì thì hãy xin.
một cái giá trị không thể nào lớn hơn nữa. Allah lắng nghe họ. Allah lắng nghe họ vào cái thời gian ở Arafah. Ngài xuống gần họ nhất để Ngài nghe họ nói. Tất nhiên Allah Ta'ala nghe hết tất cả mọi nơi mọi thứ, nhưng cái ý nghĩa của cái hadith nói rằng Allah quan tâm đến những người ở Arafah. Và Allah mới nói với thiên thần của Ngài: "Này hỡi các thiên thần của ta, các ngươi hãy làm chứng đây. Ta tha thứ hết tất cả những ai đang có mặt ở Arafah." Tức là những người hành hương Hajj. Cho nên Nabi mới nói cái phần thưởng vĩ đại, cái phần thưởng dành cho những người hành hương Hajj được xứng đáng không gì ngoài cái thiên đàng của Ngài. Subhanallah. Nhưng Allah không quên những người ở tại quê nhà. Giống như những người đó họ có diễm phúc đó đi, còn những người khác ngoài họ không có diễm phúc. Allah không quên, Allah không quên đám nô lệ của Ngài. Ngài nhớ đám nô lệ của Ngài không có cơ hội đến được Arafah. Cho nên sunnah là hãy nhịn chay ngày Arafah. Nhịn ngày Arafah được xóa tội cho 2 năm giống như Nabi sallallahu alaihi wasallam nói. Thì chúng ta hãy xem ngày tới đây Arafah là ngày nào để chúng ta thực hiện đó. Và cái ngày Raya tức ngày Eid Adha, Nabi sallallahu alaihi wasallam nói không có việc hành đạo nào mà nó tốt đẹp cho bằng mà được Allah Ta'ala thương yêu nhiều hơn, đó là ngày Eid, đó là giết Qurban. Giết tới Qurban là sunnah của ông tổ chúng ta Ibrahim alaihi salam, giống như chúng ta nghe câu chuyện khi nãy. Đường lối đó, đường lối của Ibrahim alaihi salam và Nabi của chúng ta đã bắt chước theo. Nabi đã làm Qurban hàng năm, không phải là một lần trong đời mà làm hàng năm, và người khuyến khích mọi người hãy làm cái điều đó. Mặc dù việc làm này nó không phải là wajib, nhưng nó là sunnah mu'akkada. Chúng ta hiểu như thế nào là sunnah mu'akkada? Sunnah mu'akkada nó có nghĩa là Nabi làm gần như wajib, nhưng nó không phải là wajib. Nabi sallallahu alaihi wasallam nói có 3 điều đối với các ngươi là sunnah, nhưng đối với ta là wajib. Nghĩa là đối với Nabi phải thực hiện cho bằng được 3 điều này. Đối với thứ nhất đó là giết Qurban, thứ hai là salat witr, thứ ba là 2 ra'at salat duha. Đây là cái hadith do Hakim ghi. Subhanallah. Chúng ta là những người Muslimin đang bắt đầu đối diện một cái thử thách. Đó là thử thách về tiền. Chúng ta gom tiền thì bây giờ cơ hội để chúng ta sử dụng nó hay không nè. Nabi sallam nói với sahaba của người á, ai trong các ngươi yêu tiền thừa kế hơn là tiền của các ngươi? Sahaba mới hỏi chứ thưa thiên sứ của Allah, làm gì có. Tất cả chúng tôi là những người yêu thương tiền của mình hơn là tiền của người khác. Nabi nói không, tất cả các ngươi yêu thương tiền của người thừa kế hơn là tiền của các ngươi. Mọi người hỏi như thế nào? Nabi sallallahu alaihi wasallam nói tiền của các ngươi là những gì các ngươi đã ăn và nó đã tiêu. Tiền của các ngươi là những gì các ngươi đã mặc và nó đã rách. Tiền của các ngươi là những gì các ngươi đã bố thí, nó ở còn nơi Allah subhanahu wa ta'ala. Còn những gì mà các ngươi để dành lại, đó là tiền của người thừa kế. Thì subhanallah, chúng ta thích để dành hơn, chúng ta thích chắc chiêu hơn. Nhưng mà bao nhiêu người để dành để chắc chiêu thực hiện được ước muốn của mình? Có người thực hiện được nhưng số đó ít hơn là số người không thực hiện được. Họ lỡ dở cái ước mơ của mình. Hãy tận dụng nó để chúng ta có cơ hội và tích lũy thêm công đức cho chính mình. Không biết được cái Qurban tới đây có thể là cái ít cuối cùng của mình. Và có người cả đời chưa được Qurban, trong khi Qurban nó không mắc đến mức là chúng ta phải bỏ ra hàng trăm triệu giống như những người đi hành hương Hajj. Nó chỉ bỏ số tiền mà mọi người đều có thể. Không thể mua được một con bò 10 mấy triệu, 20 mấy triệu. Chúng ta hùng lại 7 người thì chia ra mỗi một người chỉ có vài triệu. Còn nếu chúng ta muốn nữa, chúng ta làm một con dê nó hơi 4-5 triệu, đó là của chúng ta. Rồi chúng ta sẽ được cái ân phước. Allah subhanahu wa ta'ala phán trong thiên Quran, đó là các biểu hiệu của Allah. Và không ai tôn trọng những cái biểu hiệu đó ngoại trừ là người có lòng taqwa. Nghĩa là cái biểu hiệu về giết Qurban là cái biểu hiệu của tôn giáo Islam. Mà người nào làm được nó thể hiện rằng người đó có cái lòng taqwa nơi Allah subhanahu wa ta'ala. Và Allah ta'ala phán ở câu kinh khác, không phải thịt và máu của con vật giết Qurban nó đến được với Allah. Không, mà nó đến với Allah đó là tất qua trong tim của các người. Nghĩa là người đó bỏ tiền ra mua, không bao giờ thực hiện ngoài trừ người đó có ý muốn thật, hy vọng phần thưởng nơi Allah ta'ala thật. Thì đó là lòng tất qua của các người đó. Và không ai thực hiện được đó ngoại trừ đó là người có cái lòng tất qua kính sợ Allah subhanahu wa ta'ala. Một vị sahaba của Nabi hỏi, thưa Nabi của Allah, chúng tôi được gì do việc giết tới Qurban? Nabi sallallahu alaihi wa sallam nói các ngươi sẽ được ân phước trên từng sợi lông. Mọi người ngạc nhiên hỏi trên từng sợi lông. Nghĩa là một sợi lông của con vật đó là chúng ta được một ân phước. Sao bạch ngạc nhiên, nhiều đến thế sao? Thì Nabi nói các ngươi được ân phước trên từng sợi lông. Mặc dù cái hadith này đó có nhiều luồng quan điểm khác nhau nhận xét về cái hadith này, nhưng có những cái hadith khác hỗ trợ cho cái hadith này. Đây hadith ý nghĩa của nó là sahih. Ân phước rất là lớn dành cho người làm Qurban. Mà Nabi sallallahu alaihi wa sallam còn nói khi mà người thực hiện Qurban, cắt cổ con vật Qurban của mình
ngay khi cái giọt máu đầu tiên mà nó được phun ra từ cơ thể của con vật, người đó được tha tội ngay thời điểm đó. Và Nabi Sallam còn nói máu của con vật nó sẽ rơi ở nơi Allah trước khi nó rơi xuống đất. Subhanallah. Một điều mà chúng ta không thể nào tưởng tượng được, chúng ta cái khoảng cách con vật đó đến cái dính mặt đất nó chỉ khoảng một tầm gang tay trở lại thôi, nhưng mà Nabi nói nó sẽ rơi, cái giọt máu trước khi nó rơi đụng xuống đất nó sẽ rơi ở nơi Allah, nghĩa là cái Allah ghi cái phần thưởng cho cái người đó trước khi cái giọt máu rơi xuống đất là đã được Allah tha thứ tội lỗi rồi. Thì còn gì chúng ta không thực hiện nữa. Những người nào có dành tiền cơ hội để sử dụng, chúng ta có thể dùng tiền làm những cái điều không có giá trị, có thể là haram cho chúng ta, có hại đến mình nữa kìa, không hại sức khỏe cũng hại đến một điều khác, nhưng chúng ta là tiếc, chúng ta chắc chiêu. Nếu mà tính một ngày 10.000 chúng ta đã dành thì một năm chúng ta sẽ có thể làm được một con qurban, một phần qurban. Thì subhanallah, một ngày chúng ta tiêu hơn 10.000. Những người chúng ta đốt bỏ tiền của mình hơn 10.000 một ngày nữa kìa, nhưng chúng ta lại không chắc chiêu để chúng ta đừng có thứ di đại hơn. Hãy thực hiện đó. Nabi khuyến khích làm qurban đến mức mà Nabi sallallahu alaihi wasallam nói một cái hadith, tuy nhiên cái hadith này nó không phải mang nghĩa là wajib. Nabi sallam nói nghĩa mà người dư tiền đó, mà không chịu làm qurban thì đừng đến hành lễ salat ở masjid của ta. Cái hadith này nó không mang nghĩa là bỏ cái làm qurban là haram, không. Đa số ulama đồng quan điểm rằng qurban chỉ là sunnah muakkadah, bằng chứng. Thứ nhất là Nabi sallam nói hadith này, ta nghe ba điều wajib đối với ta nhưng là sunnah đối với tín đồ của ta, chúng ta nghe rồi. Thứ hai, Nabi sallam nói khi mà các ngươi nhìn thấy lưỡi liềm của tháng Dhul-Hijjah và ai có ý định làm qurban thì người đó hãy ngưng, không hớt tóc và không hớt mỏng. Hadith thứ ba là cái việc làm của hai vị sahaba lớn, đó là Abu Bakr và Umar. Cả hai người họ đã không làm qurban. Cả hai đồng nghĩ rằng nếu như mà họ tiếp tục làm qurban, họ sợ thiên hạ những người khác nhìn vào đó cho rằng đó là wajib, nhưng nó chỉ là sunnah. Cho nên qurban đó chỉ là sunnah, nó là một điều mất rúa đối với những người nào có khả năng thừa tiền không làm, nghĩa là điều đáng ghét. Chúng ta có tiền mà chúng ta không chịu làm, chúng ta là người bị đáng ghét. Cho nên chúng ta đừng chờ qurban từ một nơi nào đến với chúng ta, mà hãy chính tự mình thực hiện. Không nhiều thì ít, chúng ta được cái ân phước vĩ đại. Đây là biểu hiệu những người họ làm lệch đó, họ còn dám thể hiện một cái rình rang về cái tôn giáo của họ, trong khi chúng ta là những người đang đi trên chân lý, chúng ta lại sợ không dám. Trong khi Allah hứa các ngươi tiêu xài đi, ta bù lại cho các ngươi. Allah đấng tối cao, đấng thượng đế của chúng ta, ngài hứa các ngươi tiêu xài đi, ta sẽ bù lại cho các ngươi. Cho nên đây là điều chúng ta hãy thực hiện nó cho được, đừng đợi đến sang năm, không biết chúng ta có sống được đến ngày hôm mai hay là chuyện gì xảy ra chúng ta ngày mai đây. Chuyện bất ngờ xảy ra rất nhiều trong thời điểm hiện tại bây giờ. Hãy thực hiện đó, hãy quyết làm cho được thời điểm này. Cho dù thì những ngày trước chúng ta chưa có định tâm làm cốt bàn, thì ngay ngày hôm nay nếu chúng ta muốn vẫn có thể định tâm được, và ngày hôm đó chúng ta sẽ làm đó. Và kể cả những cái ngày tashrik đó, kể cả những ngày mà đang làm qurban chúng ta chưa có định tâm trước đó, mà tới thời điểm đó chúng ta mới có tiền, vẫn thực hiện được. Thời gian làm tới 4 ngày là ngày Raya và 3 ngày sau đó là 3 ngày tashrik, tổng cộng là 4 ngày. Wallahi trên thời trong một năm chỉ có 4 ngày duy nhất thôi, chúng ta sẽ không làm qurban được bất cứ ngày nào ngoài 4 ngày này. Kể từ ghi salat Eid của ngày Raya và mặt trời lặn của ngày thứ 13 xong thời gian qurban. Chúng ta có muốn đi chân nữa hay để chờ sang năm, nhưng không biết chúng ta có được đến sang năm hay không. Cầu xin Allah ta'ala thương xót và hướng dẫn chúng ta. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait. Allahumma arhamna wa arham mawtana. Allahumma ighfir li walidina. اللهم ارحمهم واعف عنهم ووسع مدخلهم ونور قبورهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارض خلفاء الراشدين المهديين ابي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين وعلي ابا تراب برحمتك يا ذا الجلال والاكرام.